lật mặt mối thù truyền kiếp hàng ngàn năm của chó với mèo chó và mèo thì thường được mô tả là kẻ thù không đội trời chung ở trong văn hóa dân gian và các câu chuyện cổ tích nhưng bạn có bao giờ tự hỏi lý do của mối thù này và nếu như chúng ta đang nuôi cả chó cả mèo ở trong nhà thì làm thế nào để hai tên có thể hòa hợp với nhau các bạn nhờ tôi là bác sĩ trung bác sĩ thú y với 10 năm kinh nghiệm và là chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe và hành vi của thú cưng hôm nay tôi sẽ lý giải bốn nguyên nhân quan trọng khiến cho chó mèo ghét nhau và thông qua đó thì bạn sẽ biết cách làm thế nào để chó mèo của bạn có thể hòa hợp trong cùng một mái nhà đầu tiên để chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguồn cơn của mối thù thế kỷ này các bạn nhé Lý do số 1 đó là do sự khác biệt về ngôn ngữ của cơ thể. Với chó nhé, sự vẫy đuôi thường là dấu hiệu của sự phấn khích hoặc là hạnh phúc. Chúng thể hiện sự thân thiện bằng cách liếm mặt và dùng tiếng sủa của mình để gây chú ý đến chủ nhân. Còn đối với mèo thì chúng vẫy đuôi lại là biểu hiện của sự kích động, bực bội hoặc là đang chuẩn bị nhảy bổ vào một thứ gì đó. Và mèo sẽ thể hiện sự thân thiện của chúng qua việc cọ sát chứ không dùng tiếng kêu khi mà chú chó của bạn thấy một con mèo đang vẫy đuôi nó có thể hiểu lầm rằng con mèo này đang vui mừng và muốn kết bạn nên chúng sẽ tiến lại gần một cách thân thiện nhưng việc một con mèo đang cảm thấy khó chịu và tự dưng có một con chó ở đâu lù lù tiến đến có thể khiến cho chúng bị cảm thấy bị đe dọa và chúng sẽ có những phản ứng tiêu cực như là khe này bỏ chạy Thậm chí là tẩm lại luôn Nguyên nhân số 2 Đó là do sự khác biệt Về tính cách, hành vi Đối với chó Thì chúng thường có xu hướng Tìm tòi, khám phá Chúng luôn có nhiều năng lượng Sợ sự cô đơn Và nói chung là tính hướng ngoại Việc để chú chó của bạn Ở nhà một mình Trong một không gian yên tĩnh Sẽ là một cực hình đấy Chỉ khi thường xuyên được đi ra ngoài này được nô đùa và được chủ quan tâm chơi cùng thì chú chó của bạn mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc còn đối với mèo thì lại hoàn toàn ngược lại mèo nhá rất coi trọng không gian cá nhân chúng thường sống khép kín và thích không gian yên tĩnh chúng thường nấp vào những nơi kín đáo hoặc góc hẹp như là nóc tủ này, gác mái, gầm giường để có thể thư giãn và bạn có thể hiểu rằng chúng hướng nội nếu như mà sự ồn ào hay là sự quan tâm quá mức có thể khiến chúng bị ức chế đấy và một con chó ồn ào thì sẽ khiến cho mèo của bạn phát điên và sẽ tìm cách để đuổi cái con chó phiền phức ra khỏi không gian của mình bằng vài đường quyền và lý do số 3, sự khác biệt trong cách săn mồi các nghiên cứu đã chỉ ra tổ tiên của chó và mèo trong tự nhiên thì không có nhiều sự liên hệ với nhau đồng nghĩa với việc ở trong tự nhiên thì chúng không thực sự là kẻ thù thế nhưng do cách thức săn mồi khác biệt cho nên đôi khi nhé khi chúng sống trong cùng một mái nhà có thể sẽ dẫn đến những xô xát và hiểu lầm không đáng có chó thì chúng thường săn mồi theo tính bầy đàn và sử dụng sức mạnh cũng như tốc độ để đuổi theo con mồi còn với mèo nhé thì chúng nấp một góc ẩn mình và sau đó thì sẽ sử dụng cái sự nhanh nhẹn và chuẩn xác để vồ lấy con mồi và khi mà con chó vô tình thấy một con mèo lấp lấp ló ló thì nó sẽ nổi hứng lên đến làm quen và có thể sẽ khiến cho mèo bị căng thẳng rồi bỏ chạy mà mèo càng chạy thì bản năng săn mồi của chó càng cao chúng lại đuổi càng hăng và sẽ khiến cho mèo sợ hãi thậm chí là phải dừng lại và đi đường quyền với con chó có tính này và lý do số 4 cũng là lý do quan trọng nhất này đó là chúng sợ phải chia sẻ sự quan tâm của chủ xin thưa với các bạn nhé chó mèo cũng biết đánh ghen đấy nếu bạn có một thành viên mới về nhà mà chủ lại quan tâm đến tên chó mèo mới hơn mình thì sẽ khiến cho bạn chó mèo cũ cảm thấy bị uy hiếp và tìm cách để giành lại sự quan tâm của chủ như là chúng sẽ trở nên cuốn quyết hơn với chủ này hoặc là tỏ ra dỗi hờn này hoặc là đơn giản chúng sẽ dùng vũ lực để xua đuổi kẻ thù ra khỏi ngôi nhà của mình đấy và đây là lý do nhé vì sao mà rất nhiều bạn đón chó mới hoặc mèo mới về nhà thì sẽ bị những tên chó mèo cũ ghẻ lạnh hoặc thậm chí là tẩn cơ và đó là bốn lý do cơ bản khiến cho chó mèo của bạn không thể chung sống trong một mái ấm và chúng có thể sẽ ghét nhau giống như là kẻ thù vậy à quên có một thống kê rất là thú vị nhé có khoảng 20% các cặp chó mèo dù bạn không cần làm điều gì thì chúng vẫn tự động thân thiết và yêu thương nhau thậm chí nhá có những trường hợp hi hữu chó còn chăm sóc con hộ cả mèo nữa cơ nếu chó mèo của bạn ở trong nhóm này thì xin chúc mừng bạn bạn không cần làm thêm điều gì nữa còn nếu như chó và mèo của bạn mà đang ghép nhau hoặc là bạn đang chuẩn bị có kế hoạch để đón thêm một bé chó mới hoặc mèo mới về nhà thì hãy áp dụng nguyên tắc tiếp cận từ từ và chia sẻ không gian để hai bé không cảm thấy bị uy hiếp về lãnh thổ cũng như không bị căng thẳng và thường trong vòng một tuần ấy thì chúng sẽ tiếp nhận sự có mặt của đối phương ở trong ngôi nhà của mình và trong video sau mình sẽ chia sẻ kỹ hơn các bước để bạn có thể đón một chú chó hay một chú mèo mới về nhà mà không khiến thành viên cũ cảm thấy khó chịu để xem được video này nhớ bấm vào nút chuông nho nhỏ ở góc màn hình đăng ký kênh của bác sĩ Trung và bạn sẽ nhận được thông báo ngay khi mình ra video mới cũng như xem thêm những video hữu ích khác giúp bạn có thể chăm sóc thú cưng ngay tại nhà chuẩn như một chuyên gia hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau sớm thôi